đó, quay vô rồi đó. Bây giờ đâu ăn hết mì cho lấy hộp. Hết rồi. Hết luôn rồi, ăn nhanh vậy. Hết mì rồi. Sao ăn mì được không? Cho ăn mì ngon quá. Ngon không? Mì ngon vậy là ăn ngon rồi. Vậy hả? Ăn vừa bụng rồi. Vừa đủ luôn phải không? Vừa đủ. Chất lượng không? Chất lượng. À. Mì xào và mì khô là làm mì khô. Anh cũng quay phim nữa đó hả? Mì khô qua phim này em thấy là anh em mì khô cũng còn quay phim mà quay hết trơn đó. Hồi nãy anh có quay không? Có quay lúc ăn mì không? Ờ không. Tại sao không quay lúc ăn mì cho Helen để Helen post lên trên đây? Ờ dở hả? Ờ dở sợ luôn. Rồi cái gói mì kia hồi nãy đi làm gì, đi đổi thuốc hả? Mì đổi thuốc. Trời ơi. Tại sao anh đói em chưa ăn gì mà sao anh đi đổi thuốc, anh lấy gì no anh mía? Ăn thứ gì ở ngồi kia cũng còn mấy ly mì mà. No, lâu lâu có đồ ăn mình phải ăn cái bộ rồi hê nó nghe nè, rồi tiền mấy nay tiền food stamp có vô không? Stamp không biết cái cọng này mà thử rồi mới được, còn không đi thử không có, mấy bữa có đi thử mà không có. Rồi từng này chưa biết hả? Mà thường giờ này food stamp với GA là vô rồi đúng không? Ngày 15 chắc mà không có thì chắc ngày 15 có, một ngày vẫn là ngày mười mấy rồi. Không, hôm nay ngày 20 hay gì rồi? 20 rồi hả? Chưa có luôn hả? 20 chưa. Chưa có phút xem mà cũng chưa có chia luôn. Phút xem chưa vô luôn mà. Chia cũng chưa vô luôn. Chia em chưa có luôn. Gì kỳ vậy? Có chừng bị mất không anh biết? Mất rồi đó. Gì? Mất rồi đó. Mất sao mình không vô đó mình nói? Có vô xin nè, vô hỏi trong wifi office nè. Rồi người ta nói sao? Họ đưa cái giấy ra. Ừ. Bấm video lại để. Ừ tắt đi. Rồi. Không biết tắt nữa này nha. Rồi vô trong đó người ta nói sao? Họ đưa cái giấy này hồi đó họ đưa tiền, họ nói là cứ tiền này. Đừng tiền, đưa số lên. Nói tiền phút tem á là có 412 đồng mà tiền khác là 153 đồng, họ không biết thì họ để vậy, nhưng mà trai sau này nó có để gì. Đó. Hôm sau lấy cái đó phone đi, có số phone trong đó không? Không có phải không? Không. Đó. Ủa sao kỹ vậy trời? Cái này là trong đó đưa hả? Rồi. Trong wifi đưa rồi đó. Vậy sao anh không lại đưa số này lên cho? Vậy sao anh không có hỏi người ta mình làm gì với người ta đưa vậy rồi người ta không đưa số phone sao mình làm? Đưa vậy không à. Đưa ngon vậy đó. Anh có thấy ai bị tình trạng này không? Hỏi thử mấy người mà người ta có xài á. Chắc cũng ta. Có. Hả? Đó. Kỳ vậy. Người này là chắc người ngoại ở chơi mình đó. Sao vậy? Không biết nữa. Thì dài thôi chứ. Chứ dài thôi thì chứ chịu dài. Gặp quốc cơ trích kịch. Ừ. Gặp quốc cơ trích kịch thì đây là trích kịch đây. Gặp cái trích kịch. Có trích kịch luôn hả? Đây. Ồ vậy là anh phải vô cái chỗ ấy. Đó, City Chu Hầu nó xin tiền chia đó đó. Ừ. Thì chị em con Linda xin ở đó. Ốc rồi. Đâu anh? Đây, bà đây. Thì con Linda xin ở đó cho nên mình thấy cấp cái mình mới đi hỏi. Ừ. Đi hỏi thì đưa dạy đó. Mà... Cái kia là ai? Cái thằng chốc bên lại, ông đó xin quà. Sát bên liều là gì? Ông Việt Nam hả? Ờ, Việt Nam có thằng Việt Nam mới hả? Thằng hồi nãy mà đi ra, thằng con cao mà xin cái ly mì, cái... Mới đây hả? Mới đây. Ồ, thằng đó hả? Ờ, thằng cao đó, thấy lọ đó, đúng không? Thấy là... Ủa, lạ vậy đó. Khỏi vậy. Lạ, cao lạ là nào bởi mình không có biết cái gì. Tại vì do lấy đồ ăn một lần không đại gì, đúng là Việt Nam. Tại chị không để ý thôi, phải để ý mới được. Hỏi thằng nhóc nãy mới lấy không? Ờ, thằng lớn cao tướng cao bằng em dạy vẫn cao hơn chút nữa. Thằng mặc áo sơ mi á, mặc thằng áo sơ mi. Cái lẹo nằm sốt gốc cây nữa. Cái chị ra nói chị không thấy cái lẹo sốt nằm sốt gốc cây phía ngồi à. Ngồi là cái ông mới ra đó hả? Ông mới ở chỗ mà chỗ cái lẹo một tiếng á, gần cái lẹo một tiếng á. Lẹo một tiếng ngó qua là cái lẹo không bay sốt cái cốc cây nằm ở cốc cây này. Không nhớ chị ra chị không ấy. Không để ý thôi chứ chị không để ý ở đó. Có để ý kia mới được. Ờ nãy nó mới ra lấy học mì đó. Là cậu đó hả? Không phải như nhỏ nhỏ ốm mình khác.
Không, thằng này bự bự con nè, cái thằng này nhiều khi tóc nó để dài lắm á. Đúng rồi, đúng rồi, tóc dài đó, đúng rồi. Hồi nãy có lái mì. Đó, hồi nãy cái thằng đó tên gì, thằng quần đỏ tên gì? Phát hả? Đó, hồi nãy anh Phát lấy hai hộp, Phát cho nó lại hộp á. Ồ, anh biết hết cà phê rồi hả? Con. Rồi hổng gần sao, còn gì ăn không? Rồi không có tiền rồi còn gì ăn không? Mì hoài vậy đó hả? Trời đất ơi. Không kỳ đi. Hả? Không kỳ. Sao cái áo vừa không cho không thay đi, vẫn cái áo thấy cái cổ đang thui rồi. Cái áo này mới về cái cổ áo rồi xong mặc lại đi chứ. Quần này thấy cũng dơ hầy à. À, quần này hơi dơ. Có quần thay không? Có, bữa đó mấy đứa con cháu nó không có quần nó mới đưa cho nó cái quần cái anh mía anh ở dưới khúc đó mà có cái ông Dũng mà ông ở tù mới ra, ông ở khúc của cái khu của anh Hoàng á, anh mía biết ông Dũng đó không? Ông Dũng 6 số mấy rồi, ông có số nữa. Chứ không bao giờ về. Ông mới ở tù ra. Gần ở dưới kia ở khắp cái thù kia chứ không. Ông ở khúc của anh Hoàng Lai á. Quần Lai. Quần Lai thì nằm ở dưới suối rồi. Thì dưới suối nhưng mà anh Dũng anh mới ở tù ra, anh biết không đó không? Dũng 608 gì quên rồi. Ông có số nữa. Thì ông đó bữa hổng ra mà ông có quần áo tả tơi á, ông xin quần mà bữa đó không có quần mà nói để mua cũng chưa có mua. Ông này ông đi lang thang hỏi uống nước không con? Hỏi uống nước không? Ai Dũng uống nước không? Hỏi uống sữa không? Hỏi uống sữa không? Cho hai lon sữa luôn đi, cho anh luôn đi. Đây này, lấy hai cái luôn đi. Nhưng mà thấy có vẻ là cho sữa lấy đó. Nước ngọt không uống. Không tội quá ha. Gia đình có con gì cũng tội quá ha. Trước hay sau gì cũng phải. Nhưng mà gia đình có con vậy thấy khổ quá ha. Gần Khôi ai đau khổ gần Khôi. Số mình số cô đơn sẵn rồi. Cái ông tóc dài này uống cái này không cho uống luôn đi nè. Cái thằng này nè. Uống không cho luôn đi. Nước thường thì. Nước ngọt đâu. Rồi đó, ngồi đây là hồi đã rải là hết à. Cất vô vỏ đi em mía, bỏ đó hồi là quên. Anh bây giờ anh cần gì để ăn đó, thêm trong rồi. Thời gian không có tiền không? À. Lai. Dạ. Ủa lộn tiền chị, anh xin lỗi chị. Đại biểu ơi. Quá biểu ơi. Tụi mày đi luôn nữa đi. Ờ, em đang kiếm người của lộn tiền. Tao kêu mày biểu mày đâu vậy? Một phút. Anh mía có cần gì để ăn đỡ trong thời gian chưa có tiền không? Không có gì đâu. Tự nhiên đây. Không có cần gì không rồi hay là anh đem không, cho? Không có cần gì hết. Anh Long ờ đi bữa đó anh Long ổng uống bữa đó ổng uống thuốc không? Cái lá tía tô ổng có thấy bớt gì không? Không ông Quân đó mà ổng sao thấy có đỡ không? Đặng mình biết luôn. Thì ông nói thì cái nói chắc gì cho gao đó mà bằng thuốc tây rồi tây uống vô. Thuốc tây uống nó nhanh nhưng mà nó không có điều trị lâu dài. Còn cái thuốc này uống từ từ, nếu mà anh uống anh thấy đỡ thì làm thêm cho anh uống. Ừ, tại thuốc này là thuốc lá cây mà phải làm thêm cho uống chứ. Đâu mà gom đâu mà nhiều đồ vậy? Cái mền còn không á, mất rồi đó. Mất rồi. Cho người ta hả? Không có. Cho em một chiếc đủ mà em không cần. Em chỉ cần cái xì lít thằng bác. Em cần nhưng mà chị không có ngại, nhưng mà em phải để dành em xài. Em bây giờ em không có mền luôn á. Em không dẫn chị đâu. Cái gì? Ông cho xin lỗi chị nha. Gì? Cái mền của em á, con mèo á nó cắn tùm lum la lên trời á. Bây giờ cái mền này được chưa? Cái mền này á thì em nghĩ là mùa hè đắp được. Thì thế mốt mùa lạnh chị cho mình ấm. Thì mùa hè đắp mền này được rồi. Ờ, mở ra bức như vậy sức đâu mà bức. Ừ tuột ra. À mình mỏng quá, tối khuya lạnh, 5 giờ sáng. Cái này không rồi. Đủ ấm hả? Không đủ không chị ơi, em biết. Vậy lấy thêm cái nữa không? Dạ em đã cần á. Nó giống quỷ không? Tốn tiền uống rượu hoài, nhiêu tiền uống rượu cũng có hết trơn á. Mà ha, đồ không có. Không phải, em đừng biết. Em mới đâu mua đôi giày nè. Sắp đâu lại. Mày nó to rồi sắp đâu lại, mà đáp được. Đâu mở cái. Không đủ ấm chị ơi.
xếp đôi. Thật. Mùa hè thôi. Mùa hè thôi nhưng mà 4 giờ sáng 5 giờ sáng là nó lạnh, xương nó xuống. Tại em ốm quá, em tối em uống rượu em không ăn em ốm. Xếp đôi lại. Ở ok. Tán cái bể mặt giờ giống quỷ sứ. Nó giận chứ em nói thiệt cái chị luôn á, em cần cái xíu bằng tóc đó. Một cái một cái. Em cần nhưng mà em bỏ dưới suối em mất hoài tiền đâu, chị cho em hoài. Thơm quá. Hả? Lai. Dạ. Sao tự nhiên mày cởi chân á? Chị nói em ốm vậy em hãy show gì thế là em. Mày tối em uống rượu hoài. Mà mày xin cái clip mình bác mày để dưới suối nữa hả? No, em chỉ về tắp liền. Cái không không nó lộn xin lỗi, cái túi ngủ. Ơ cái gì cái liều. Cái liều hả? À? Hết xin rồi. Bận áo vô đi. Rồi nãy em nói gì? Vậy nãy em nói gì? Em chỉ được một cái clip mình bác thôi. Chứ là như nếu mà chị được á thì cho em một cái mời nữa. Cái này không đủ. Bây giờ vậy nè, 4 giờ sáng em lạnh liền à. Bây giờ á bận áo vô đi. 4 giờ sáng lạnh liền. Bây giờ như vậy nè. 4 giờ sáng xuống nó xuống chị. Bây giờ vậy nè. Dạ. Em muốn thêm một cái mền hay là em muốn hai cái này đổi lại cái túi ngủ? Em muốn cho em một cái túi ngủ này. Đó. Cái mền không lấy. Cái túi ngủ. Em cần túi ngủ. Túi ngủ. Cho em này này đi. Túi ngủ. Chị à, em mới vừa rồi đó, nếu mà chị hay được đồng ý thì chị lấy. Cần mền. Cái thôi đi, để chút nữa em giữ ở đây đi, chút nữa chị đưa cho em cái nữa rồi cho nó xong đi. Chứ cái túi ngủ vợ đây không có. Vậy em giữ lại cho em cái đi như lần. Bây giờ nó đang xin cũng không có, nó đang hiện vợ không có. Chị đang ở đâu? Vậy em ở đây nè, em đợi em đây nè, em ở chút kia rồi. Thôi giúp em xong. Em thua lại. Trời mày ba lớn cũng hai người tiếp một mình. Nó có thấy đường đâu mà chị. Trời ơi. Nghĩa bự lắm mẹ, có phải lớn, cái hổm này cũng hai người biết sao vậy? Trời, nó không, dạ. Nó không, chị đi. Dạ. Nó không, không có gì làm á, nó vậy. Tiếp ơi. Tuần này em bị lớp hết tiền rồi. Ủa, em nghỉ làm hả? Tuần này em bị, không có, tuần này em không được đi làm cho nên em hết tiền rồi. Tuần này nghỉ. Tuần tới em mới được đi làm. Em ơi, chị thấy em á. Chùa thôi. Đó. Đó, ổn đứng hả? Em chị thấy em có đi làm hay là không đi làm thì em cũng không có tiền hết đó. Ví dụ tuần này em làm có cái muốn hết rồi mà tuần nào em không làm thì em cũng không có tiền luôn đó, có nhiêu đó đó. Thôi vậy đưa đây bán cho xíu nước, bán cho đưa tiền đây. Thấy chưa, thấy chưa, nó cắm vô túi rồi. Anh Phong lên số mấy vậy mà chưa cả hôm nay chủ nhật phải không? Lễ hung chân. Ê gì mày đứng xích ga coi, mày đứng gần quá rồi, đứng xích ga coi thấy cái lưng mày không à. Còn ai like bây giờ em bây giờ chị nói em nghe nè, em muốn cái slip mình bán được nhưng mà giờ trên xe không có. Mà bây giờ chị lấy cái mền lại mà để chị đưa slip bán sao á thì tối em đâu có mền em đắp. Mà chị đưa em hai cái mền bây giờ em đắp dơ rồi, em đưa lại chị sao chị lấy được. Còn chị cho slip bán lại dư giờ em tính sao? Giờ nếu mà lấy slip bán trả về là lấy chặt biết nhiều rồi, nhưng mà giờ hay là không có slip bán ở đây. Mà thôi giùm mình đỡ lại cái mền đi. Bây giờ tối này đắp cái mền này đỡ đi rồi cho cái clip bác, bây giờ ship mình bắt sao. Nhưng mà giữ cái mền nó luôn chứ hay là anh đâu lấy lại làm gì nữa. Đã đắp rồi, chó mẹ cái mày cũng muốn đắp. Thôi vậy đi, bây giờ đắp đỡ cả trước đi. Bây giờ đắp đỡ cái mền đi. Không đủ, em nói thiệt. Thì bữa nào lấy xin bác. Em chỉ sợ bị bệnh là em không có lên nhà bác em được, nên phải làm cho ổng. Vậy sao bác em giàu lắm sao ổng kêu bác em cho em? Vì ổng ở trên Daily City á. Em lấy em thích cái mền cùng tình em về cho sao chị. Nhưng mà cứ đợi gì đó kêu nay đã lỗi em cảm ơn gia đình hỏi tên. Giờ về đi chị cho thôi, ok chị làm ơn chị giúp em, chị cho em thêm một cái mền nữa đi. Đúng rồi đó, chính xác đó, có sẵn trên xe luôn rồi. Biết sao không? Đó, biết sao không? Tại vì chị đâu có mấy người có rồi, xin thêm chị mua cho em hiểu không? Cái gì vậy? Mì hả? Mày chưa ăn nữa hả? Chưa, tối mới ăn đây. Chan chan quá, để đổ hết tối mới ăn hả? Ăn thử muỗng coi, ăn thử muỗng cho chị cái giống như là gì, cho chị kiến coi, ăn thử muỗng bắt con tôm ăn đánh cho cạnh. Ăn cọng mì mới biết mẹ ơi, mẹ ăn con tôm sao mà biết được. Ăn cọng mì mới biết cái nó ngon hay dở, mày đứng sao mày đứng gần chị quá vậy, đưa cái mặt mày như cái mâm lên dưới đây nè. Sao? Sao thấy được không? Rất nhiều, rất nhiều. Ủa mày đậu chúa hả? Ừ. Ồ vậy hả? Sao? Mì cọng mì sao? Tuyệt vời. Tuyệt vời hả? Mày ít bây giờ mày ăn lắm á Lai. Cho đồ mày uống rượu uống gì không, mày không có ăn không à? Không ăn sao mày sống nổi. Đây Lai, cái ông nào lẳng rồi Lai, ông nào lẳng kè lên kia kìa. Kia, bên kia kẹp tốt kìa. Ổng có vô gia cư không vậy? Hả? Có không? Đang
ngày. Em mới biết ổng em lần đầu. Gì? Mới biết lần đầu hả? Em mới gặp mặt ổng lần đầu. Nhưng mà không biết hả? Anh không biết. Ồ vậy hả? Ngon quá. Ngon không? Ngon lắm. Ngon lắm hả? Tối nay về hả? Làm 2 chai bia nữa là hết. Thôi đi ông nội ơi, uống rượu uống bia hoài. Ngon quá. Thôi giờ đi qua tôi cho cái mền rồi, chắc tôi đi về. Đây. Không biết không, mấy đây ông đạp ông đi đâu có tiền ông qua bên kia hả? Đi qua chị cho cái mền nó gì vậy? Có hồi nãy cho nước rồi, nãy có cho nước rồi. Hồi nãy biết rồi, biết mà. Tối ngày đi hoài vậy đó. Trời ơi, ông nằm trên cái thùng, tưởng nằm dưới đất chứ cũng được quá ha, nằm trên cái thùng. Em đã từng xúc trong giỏng cái năm trời á. Sao vậy? Vì ngày xưa em hút. Ờ. Ê, ông có hút không? Không. Ông không hút hả? Ông không hút gì trên trời á. Ủa sao ông ở ngoài đường? Ông không hút gì trên trời á. Đi nó chèn gì á. Nhưng mà sao ổng có tiền chính phủ không? Ổng không có tiền gì chứ trời, ổng đi bơi trong đất ăn à. Sao ổng đi rồi người ta cho ổng 1-2 đồng á. Rồi chúng ổng uống cà phê rồi. Nhưng mà sao ổng có tiền chính phủ? Sao ổng có trình tiền chính phủ? Ông không biết. Ngày xưa em sống trong ở dưới công cầu đó. Một năm trời. Em hút ở dưới đó 1 năm trời á. Ừ. Nhưng mà ổng không hút hả? Không có hút gì chân trời á. Không uống rượu luôn. Có uống rượu. Ừ. Rồi chút chút thôi. Ừ. Rồi thuốc lá thì hút như để luôn. Ừ, ổng hút thuốc lá nhiều hả? À, hả? Không hút, không có nói tóm lại là ổng em không hiểu ổng như thế nào, ok. Nhưng mà em bỏ lần em chứng minh với chị là em hỏi là chị là ổng là người không hút gì cho trời, tại em sống với ổng 1 năm trời ở dưới suối đó. Hôm nay đeo chiếc nhẫn ai cho, mới lấy vợ hay gì không biết nữa. Ê, hôm nay có người yêu hay gì đeo chiếc cà đá rồi kìa. Anh quá, anh có tiền chính phủ hả? Hả? Tại sao anh không xin? Tại em coi vậy tớ cũng em mượn đi. Ồ, anh mất giấy tờ hả? À. Anh mất giấy tờ lâu chưa? 20 năm. 20 năm hả? Nhưng mà hồi đó bị tịch thu hả? Tù quê bị thất lạc rồi. Sao? Tù quê bị mất vậy đó. Ồ, anh ở tù về mất nó, người ta lấy của anh luôn hay sao? Nhà tù. Chính phủ lấy hả? Ồ, mà hồi đó làm gì bị ở tù? À mà biết chính phủ mới muốn. Hả? Thì do chân phụ mê của anh cũng chắc hẳn rồi. Không nghe. Anh quá ơi, anh quá là mê, anh quá nói lớn giùm cho. 20 năm về trước cái chân phụ mê của anh tôi bị mất chạy tới cho nên đã phải đi ở tù. Thảo nói gì bị dễ tù. 20 năm rồi. Ừ. Chứ đâu phải bị dễ. Bây giờ em muốn hỏi anh này nè, anh bị ở tù là chính anh làm cái chuyện gì sai trái bị lấy giấy tờ hay là anh bị mất giấy tờ nó khác à nghe? À, cũng như tôi, chân đã ra rồi. Anh nói rõ đi, nếu mà cái gì được em giúp anh làm giấy tờ. Vậy là việc làm đóng sách đó là họ giam giữ được. Anh nói lớn lên khó nghe quá. Vậy tớ bị giam giữ đóng sách đó là chưa đem ra ngoài. Giấy tờ bị giam giữ hả? À. Tất nhiên là anh làm cái chuyện gì sai, người ta bắt anh tù, người ta tịch thu giấy tờ anh lại đúng không? À, mà biết. Nhưng mà hồi đó anh làm gì em bị ở tù vậy? À, khổ. Cái gì? Cái gì cái like nghe em chị like. Chị nghe không nổi. Ngồi dạ, anh xuống tao mày tâm sự với ổng chút. Dạ, anh nói sao anh? Hồi xưa khạc hồ xuống. Hồi xưa sao anh? Không cần. Ok, bây giờ giấy tờ của anh á, anh có muốn đi làm lại không? Làm lại để xin tiền sống anh quá. Anh mà anh làm lại lần tháng được mấy trăm giống như anh mía vậy đó. Hả? Giấy tờ hả? Anh nói vậy lại nghe còn không được sao mình nghe nổi đây. Lại suy nghĩ lại. Anh quá, anh nói chuyện mà hai đứa em á châu mày châu mặt không nghe rõ luôn. Anh quá nhớ anh quá nấu mì ở dưới suối cho em ăn không? Anh quá nhớ không? Anh quá nhớ ngày không đúng không? Hai anh em mình nấu mì gói ăn lục rác đồ ăn đúng không? Nhớ không? Ok, bây giờ là ok anh quá ơi, thằng Lai nành quá. Nha. Bây giờ giấy tờ anh quá đâu hết rồi? Đâu nó bị giám giữ mất giấy tờ đâu. Có nghĩa là anh bị mất giấy tờ hoặc là anh bị người ta lấy giấy tờ lại. Em xét ra là 20 năm chưa lại. Có nghĩa là anh bị người ta lấy giấy tờ phải không? Ừ, rồi anh quá bị lấy giấy tờ. Anh quá có biết là lý do tại sao mà người ta lấy giấy tờ anh quá không? Không hỏi anh hồi xưa tại sao nổ tù cái hả?
mình mới biết cái nguyên nhân mình có làm giấy tờ được cho ảnh không. Anh Quá có ở tù lần nào chưa? 20 năm. Anh Quá ở tù 20 năm hả? No, anh Quá nói vậy sai. Ok, mới vừa khoảng chừng 12 năm trước em sống với anh Quá ở dưới cầu mà làm sao ở tù 20 năm được. No, no. Ê, anh nói cách đây 20 năm anh ở tù đúng không? À, cái này 23 là ở tù. Ok, rồi cũng đúng đi. Nhưng mà vậy nè, khoan hỏi, em hỏi anh Quá coi ảnh ở tù bao lâu là mình biết cái tội anh tội nặng nhà tội nhẹ. Anh Quá lý do tại sao mà anh Quá bị ở tù vậy anh Quá? Không biết hả? Không biết sao mình trả lời. Cũng biết luôn. Thôi vậy nói chuyện đi. Ok, mai qua em bó tay rồi. Tại vì anh Quá biết sao không? Nếu mà anh không có bị gì nặng á, mình làm giấy tờ để mình xin tiền bệnh được. Xin tiền giống như là xin tiền tiền đồ ăn với lại tiền chia giống mấy người kia đó anh Quá. Nếu mình có giấy tờ, anh không còn cái giấy tờ tùy thân nào hả? ID đồ cũng không có luôn hả? Hả? Cái giờ lâu rồi 20 năm bị tình giam gì vậy đó mất nhớ. Nhưng mà anh có nhớ hồi đó anh tại sao anh ở tù không? Anh làm gì em bị ở tù không? Tại vì ở giam giữ rồi thì thời giờ chứ. Tại vì nếu mà anh mà không biết, anh không biết, nhiều khi mình không có phạm tội gì mà giống như là giết người hay là giống như mấy cái tội mà hình sự á, thì mình có thể giống như cướp đồ này kia đó thì mình có thể làm giấy tờ được, hiểu không? Còn nếu mà anh vô mấy cái tội nặng đó là khó lắm. Hồi đó anh có ký giấy không, khi anh ở tù người ta có ký giấy nếu mà anh mà tái phạm lại người ta trục xuất anh về Việt Nam, anh có ký giấy đó không? Nhà anh còn ai ở Việt Nam không? Có không? Có hả? Ở Huế không có, hay chắc cho mình về. Ở Huế hả? Anh muốn về Việt Nam không? Muốn hả? Anh có số phone người nhà không? Anh nói rõ, anh nói lớn lên đi, có gì hay là anh giúp vừa được giúp nè. Bây giờ anh có số phone người Việt Nam để nói chuyện không? Nhà em có sáng năm cảnh sự nữa. Cái gì? À, sự nữa là cơm có sáng năm cảnh. Không hiểu, không nghe nổi. Trọng Quốc Thơ Kỳ hay là mê kênh cũng có mấy sáng năm cảnh. Anh muốn về Việt Nam sống hả? Muốn hả? À. Nhưng mà làm sao liên lạc với gia đình của anh ở Việt Nam? Nếu anh có cái gì để liên lạc mấy cái người gia đình Việt Nam của anh, nếu người ta ok cho anh về hay là giúp anh về? Đấy, chính phủ Việt Nam không về. Không cho về hả? Chính phủ Việt Nam không cho về hả? Ai mà không cho. Tại sao không cho anh về? Ai mà không cho về. Trời không cho. Thì đó. Thì em nói, nhưng mà làm cách nào để mình liên lạc với gia đình anh? Cái quan trọng là anh phải có người nhà bên bển anh mới về được. Hiểu không? Phải rồi đó. Thế giới là thế giới. Mọi người là người. Phải người hồi về thầy quen chắc hơn chứ. Thì đó, khi nào mà anh cảm thấy anh có liên lạc gì với đời người Việt Nam thì hay là giúp anh ba về bển. Nếu mà gia đình ở bên Việt Nam người ta chấp nhận anh về và anh có cái gì để liên lạc để hay là nói chuyện với gia đình anh thì hay là sẽ giúp anh về Việt Nam. Mà cái thời gian kìa hả, cứ đi về cho nó phải. Anh về anh phải có giấy tờ, anh phải mua vé máy bay mà phải có người ở Việt Nam lo cho anh mới về được, chứ anh về bển sống với ai? Chính phủ đưa về. Chính phủ đưa anh về, nhưng mà anh về anh ở với ai? Gia đình thì tôi là gia đình rồi. Gia đình anh hả? Yên tâm mình. Gia đình của anh thì anh phải có cái số phone để liên lạc coi người ta ở đâu, người ta sống như thế nào chứ. Huế biết rồi, nhưng mà anh phải có nói chuyện với gia đình mới được chứ. Mà gia đình chạy theo rồi đó con em nữa. Chứ anh sống vậy, em thấy anh sống vậy khổ sở quá, đi về Việt Nam sống sướng hơn. Thế mãi chứ mà. Nhưng mà anh đâu có gì để liên lạc mấy người Việt Nam đâu mà mình giúp thì sao? Thì phải cộng được đó, nó liên lạc phải cộng được đó mà về hiểu. Đúng vậy đó, thì giờ anh phải cộng hiểu giá mà hiểu, cho nên cái lên chạy thử đó còn ăn không hiểu. Nằm đây rồi, chút chiều đi về hả? Ở kém bên nào đứng về nữa. Hả? Ở đứng về nữa. Anh ở dưới cầu á hả? Lâu rồi. Em có xuống dưới cầu không chí mình mà anh đâu gặp đâu. Anh 20 năm. 20 năm dưới cầu hả? Em một bữa em thấy em đi bộ hoài, sao giờ anh không đi nữa? Anh chưa rảnh. Chưa rảnh hả? Chiều nay ăn mì no rồi ha. Còn nữa ha, ăn hết chưa?
Ôi còn bình đồ ăn đây nhóc hết nè. Ôi thuốc hút đây hả? Hút thuốc vậy hả? Đừng cái đàn thuốc hả? Nãy ăn mì hết rồi ha, giờ còn mấy cái lon sữa rồi uống được rồi ha. Mới mốt em biết anh uống sữa, em mua sữa cho anh uống ha. Cái bọc này đựng gì trong đây vậy? Trời thuốc hút hai ba gói, nghe nói hút thuốc dữ lắm phải không? Hồi đó tới đó rồi đi mua mua. Cái gì trong đây nữa vậy? Cái gì? Quá trời đồ trong đây vậy. Tối nay về rửa chân đi nha. Cái chân anh kìa. Cởi. Hả? Dơ cởi nhưng thì dơ rửa cho nó sạch á. Em phải kiếm mua cho anh cái áo mới được. Anh ơi cái áo anh dơ quá rồi. Anh ơi cái áo thun em cho bữa hổm sao anh không thay anh quá. Thay đi cứ để dưới. Em nay có người yêu sao đeo chiếc cây cái nhẫn đó vậy? Có người yêu mới rồi hả? Có, cái cậy đến lâu rồi. Nộ no, em đâu thấy bữa hổm đâu thấy đâu. Cậu cái chuyện còn không? Cậu cái chuyện còn không? Còn hả? Ồ, oh, wow, đeo lâu quá ha. À, hôm nay có cái mặt nữa kìa. Hôm nay có mặt dây chuyền nữa kìa. Lụm đâu vậy? Ai cho vậy? Nó cũng mãi nó gặn quá. Ồ, oh, vậy ha, màu tím nữa nghe. Nó cũng mãi nó ra nó gặn quá chứ phải. Ờ. Gần đi về rồi, 2025. Hả? 2025 nó đi về rồi. Về đâu? Việt Nam, Huế. 2025 là năm tới đó hả? Tháng 7 hay ngày 25 sao anh biết hay vậy? Hey. Sao anh biết? Biết. Ai nói anh? Ai mua vé cho anh về? Chính phủ. Ồ vậy hả? Chính phủ Việt Cộng Việt Nam thì. Ai nói anh nói vậy? Tôi nói ra mà. Anh tự nói mình hả? Không em không hút thuốc. Trời ơi mời thuốc nói ghê không? Mời thuốc có gì mời em khác ngoài viên thuốc ngoài hút thuốc không? Ồ. Sao bức nó ra chi vậy? Hả? Đắng hả? Muốn ăn đắng. Không, nó giỡn thôi chứ em cho anh nãy mà em ăn gì. Cảm ơn anh, nãy em cho anh mà em ăn gì. Lâu lâu rồi nói chuyện với anh quá một bữa thôi. Tại sao anh hút thuốc, anh bứt cái đầu thuốc ra chi vậy? Trong nhà. Nhẹ hả? Ồ vậy hả? Ồ vậy hả? Ồ ha, cũng kinh nghiệm dữ ha. Bác siêu anh. Nhẹ dễ hút. Ồ vậy hả? Ồ. Ồ, cái kia mình hút qua cái miếng mút nó nặng hả? Vâng. Rồi, cũng kinh nghiệm đầy người ha. Ôi ơi. Chân tay là tối nay về gửi chân đen quá ơi, cái chân anh đóng đất quá trời luôn đây nè. Cởi. Hả? Cởi. Cái này nó dính tùm lum đây nè anh quá. Nhớ cũng cởi như thế. Lâu ngày rồi chui rồi. Mỗi lần thấy đi bộ dữ lắm mà sao giờ này hết đi, đi hết nổi rồi hả? Ai nào đi không nổi. Em đâu thấy anh đi nữa. Tại chưa đi. Chưa đi à? Anh quá có cần giấy ướt lau tay lau mình không? Có rồi, có. Anh có rồi hả? Hỏi gì anh cũng có chứ anh giàu dễ sợ luôn á. Cả viên cọ với cả nó hẳn cọ nữa. Thuốc hút hả? Ừ. Em thấy anh còn hai gói nè. Họ cho thuốc vừa sáng. Hả? Họ cho thuốc vừa sáng. Ừ, mà anh hút thuốc dữ lắm mà phải không? Ngày hút mấy gói? Có nhiều hút nhiều vậy. Trời ơi, hút ít thôi, có nhiều hút nhiều ghê vậy. À, họ cho nó, cái tiền đâu mà mua. Thì đó sao em mới nói anh làm giấy tờ xin tiền chính phủ mới có tiền xài. Đừng về rồi khỏi cái vé mừng chính phủ. Vâng, tới nè, anh nói tháng tháng 7 2025 còn lâu mà. Đừng về rồi khỏi vé mừng chính phủ. Người ta cho anh chứ vay mượn gì. Cho thì lại. Người ta cho anh phải xin người ta mới cho, tự nhiên sao ta biết ảnh đâu người ta xin người ta cho. Cứ ở lâu đi nè. Anh đâu còn giấy tờ, không có ID gì hết hả? Mất hết trơn luôn. Về là trả lại. Chẳng nào tôi đi về là trả lại chứ mà mấy chục năm nay bị giam gì vậy. Ok, thôi có gì cần cứ nhắn thằng Khôi rồi em có gì em giúp được em giúp nha. Vâng. Ha. Vâng. 20 năm rồi vậy tôi bị giam nhiều quá chưa trả, hôm nào về mà trả. Bởi vậy. Ngày nào đi về mà đưa nó nói. Nhưng mà anh biết tại sao anh bị giam giấy tờ không? Anh làm gì ở tù hồi đó vậy? Mà anh làm gì em bị ở tù? Tao phải tự nhiên bị tù quan rồi. Tự nhiên bị tù quan hả? Có đánh có đánh có làm gì ai bị không? Tại tù đi sinh quá, tao mới xảy ra thôi. Ừ. Họ có cần anh
anh có cần gì anh nhắn Khôi rồi em mua cho nha ha. Có cần gì nói em nghe, vì hiện giờ không cần gì ha. Có đó. Ừ, mà bây giờ chỉ cần có cái áo áo lạnh thôi ha. Ừ, để kiếm cái áo lạnh khác cho anh ha. Thôi em đi về á. Cảm ơn nha. Dạ, bye anh. Ừ. À, giờ không có đồng nào lấy đâu đưa. Hả? Chị không có hả? Anh kìa. Bây giờ anh ở dưới đó. Có. Bây giờ anh muốn mua gì? Muốn mấy thùng mì gì để trong này nấu mì ra ăn. Ổng đi làm gì không có thời gian rồi, ổng chạy. Ổng làm gì? Ổng làm gì? Thôi làm con chắc xin. Làm gì? Làm con chắc xin. Đi làm chưa? Làm rồi, làm 3 ngày rồi. Làm ở đâu? Làm ở trên dường như ở gần mất kia. Rồi đi làm cho ai? Ai? Trong ngân. Ai? Ngân. Hả? Ngân. Ngân hả? Ngân. Ngân hả? À. Ai chỉ anh đi làm vậy? Người ta kêu đi làm. Dạ, nó kêu. Bữa đầu. Ông ra đây ông kêu hả? Ừ. Đi làm được không? Được. Hả? Được, đi làm được rồi, đi làm được. Có tiền rồi, còn lá không có mua đồ gì? Hả? Ừ, đâu ai nóng đâu. Dạ, lấy rồi. Mình sao? Dạ. Dạ, bà ở đi làm được là có dạ, tiền rồi. Rồi mua đồ về ăn. Làm được 3 ngày hả? Gán làm đi nha. Có bữa làm bữa không? Đi làm bữa được 20 đồng. Vậy? Đã làm bữa 20 đồng định đi làm nữa mà kêu thôi. Nếu mà đi làm nữa sợ cảnh sát tới còn hổ mình không có bàn tiền nữa cho nên nó không giống. Làm gì 20 đồng? Làm 3 tiếng 20 đồng. Làm gì vậy? Cái cài. Cắt cây hả? Cắt cây 3 tiếng 20 đồng à? Ai mướn mà 3 tiếng 20 đồng vậy? Đi làm có rồi. Cho anh đi theo ông này làm công chức sành luôn. Ông cần gió ông kêu đi chứ mà ông đi. Sao? Để cho ông đi chứ ông đâu mình đi đấy lấy chốt của ông là không phiền đâu, để cho ông làm đi. Nhưng mà người ta cần người ta mới kêu thêm chứ bộ. Nhưng mà số bỏ cây mấy người Mỹ nữa hả? Có cây không? Là mấy người? Không có hổm á hả? Không, mà hồi sớm này nè. Sáng đâu đi làm? Hồi sớm này không có ai hả? Có cái thằng nấu bông thôi hả? Đâu rồi, sáng này hôm nay đâu có làm. Ờ, à, hôm qua á. Ừ, đúng rồi là. Hôm qua kêu mấy người, 4 người hả? Ờ, à, thấy không? Chứ mình đi làm theo làm chi nữa. Thì anh đi làm thì nó kêu anh thôi. Mà mỗi ngày làm vậy mấy tiếng, anh này tên gì qua nè? Anh tên gì? Phước. Anh Phước. Anh Phước, anh đi làm được 3 ngày hả? Mà có bữa không hả? Ừ, làm 1 ngày xong cái nghỉ 1 ngày làm ngày. Mà anh đi làm gì ở đó cho người ta? Cắt cây, cắt mấy dòng thông nhỏ nhỏ, cái cây hồng thông. Ồ, đi cắt cây hả? Chứ không phải làm công chức sành hả? Cắt cây. Đi cắt cây. Rồi ngày người ta trả được nhiêu tiền? Được vài chục nữa rồi. Ừ, chục. Tiếng trả nhiêu? Tiếng 10 đồng. Tiếng 10 đồng hả? Rồi làm không ngày lãnh lương chưa? Làm ngày nào lãnh ngày đó. Rồi còn tiền không? Còn. Xạo. Đâu? Móc rồi coi. Móc rồi. Đâu? Nói phải cho hai lần bằng chứng. Chỉ nhá tiền cho hai lần coi là được rồi. Đâu? Móc rồi coi. Hết rồi phải không? Đâu? Móc coi. Đây. Có 2 sợi dây. Ôi, ông thì nghèo mặt kiếp. Giờ ông hết tiền rồi. Có 2 sợi dây. Đâu? Lại có. Tiền rồi để ngoài đó là mất cái, sao? Cái cục tròn. Rồi có cái bấm bằng còn tay. Còn như đó hả? Cái. Không có cái bóp nữa hả? Muốn cái bóp không? Bữa nào cho cái bóp. Anh để tiền phải lấy cái tiền anh gấp vô cái tiền kia nằm ở trong chứ anh để thì anh móc ra dễ rớt lắm. Còn cái thùng quạt không có. Dạ. Mà chiều nay có gì ăn chưa hả? Xong đi mua gì ăn đi. Hả? Ăn. Gì? Không ăn được hả? Trời. Rồi ăn được rồi lấy gì rồi làm gì mà dễ chịu. Nếu mình ăn không được thì mình làm gì, mình uống cái gì hay sao? Uống nước đá uống. Vậy thôi hả? Uống nước đá thôi hả? Ú đá sức đầu có, sao đi làm nổi? Thì cũng mới làm ở đây mấy ngày thôi, không đâu chứ. Uống sữa hả? Uống nước trái cây giờ vô không? Thì nó mà muốn gì đi nó lại sao mà. Nhưng mà ý hỏi là ăn không muốn ăn nhưng mà uống vô mình uống được không? Uống dễ hơn ăn không? Ừ, vậy thì nếu mà mình không muốn ăn thì mình mua sữa ăn xua mình uống. Ngán hả? Nhưng mà anh phải ăn, không ăn sao có sức khỏe? Phải ăn chứ. Rồi anh bé, anh kêu mua mấy thùng mì anh để dưới đó anh đi rồi mất sao? Mua ít thôi, mua chi mấy thùng mì? Mua thùng thôi, mua
thùng mì ly ở trong Costco đó hả? 12 ly thôi. 12 ly thôi. Mì mà mì ly Costco hả? Mì ly ở trong chợ Costco cũng được. À. Lúc nào cũng nghe mùi dầu xanh hết trơn, sức dầu dữ lắm hả? Dầu sức vô quá trời luôn. Hả? Anh đâu có sức dầu không? Có. Anh này không có xài hả? Bị rẻ. Bị rẻ nè. Ai cho em chai dầu Thái Lan em không biết nữa, em để em bóp hoài à. Đó để sức. Thử thử coi. Gì? Vậy, anh nè. Bị con gì cắn anh ngứa anh mũi cắn gãi. Mũi cắn rồi thoa đi vô đó thoa vô bớt không cắn bớt nó lành nè khô rồi. Ừ. Sao mùi dầu đó làm sao người ta cho á đỡ hơn mà ở trong liều mà mùi tuổi đâu á có mùi này hôm nay thấy ốm á nay thấy ốm hôm bữa hổm á ừ ăn không dám ăn vô đi lòm không ăn nữa đi lòm không ăn là bữa chừng này không ăn không được đâu anh ơi. Không ăn có ngày xỉu à. Giờ trên xe em cho hết rồi còn gì em cho hết nhưng không còn gì trên xe hết thì phải cho hết trơn rồi. Hồi nãy hồi trưa ra phát một đợt cũng không có ăn đúng không? Sớm một chút rồi. Ra phát một đợt hồi sáng rồi. Rồi cái hồi nãy mới ra còn về nhà gom đâu được còn hơn 10 hộp đi phát tiếp. Mới chạy ra phát nữa giờ còn ở đây nè. Yeah. Nhưng mà anh không ăn không được đâu, anh ăn là từ từ người nó tuột sức khỏe xuống là anh sụp luôn á. Yeah. Phải ăn không mới ăn, được. Không ăn là coi như mất sức khỏe. Dạ yeah, từ từ nó sẽ mất á. Không ăn là phải uống sữa hay là này kia vô. Thôi vậy đi. Giờ đâu còn gì trên xe em cũng không còn gì, thôi đi mua gì ăn đi. Ừ. Mua gì ăn đi, mua gì ăn thôi uống gì đi ha. Đó, nó khối khối ở đầu kia nữa kìa. Ừ, chắc người ta nấu đồ ăn hồi nấu cái hồi cháy nữa giờ nè. Còn mía bữa nào ra là mua mì phải không? Mà mua ít thôi, đừng mua nhiều. Mua 12 ly thôi để ăn thôi. Mua nhiều để liều mất nữa à. Đúng rồi. Bỏ anh đi hoài là mất à. Mua mấy lít vô cũng lấy ăn không mà. Phụ lít nào lấy mì của anh? Có dùng nó bận thử nó chạy có đồ ăn nó bậy quá bà. Mấy anh như ông mấy anh nghèo nghèo nè vô trong lều nấu ăn được sợ nấu được nhưng mà có một cái sợ cháy lều thôi à. Cái bữa trước ở đây cháy nè, bữa trước ở đây cháy là tại vì mấy người đó không phải là đốt dưới đó nhưng mà vô lều nấu đồ ăn á cháy. Cháy lều luôn tại tối quá rồi vô lều nấu đồ ăn á bật cái lò đó nhiều người nấu rồi ngủ á hay đó. hay là đang phê á bắt lửa lên nó cháy đó, không biết cháy, đó cháy luôn. Thì tỉnh táo nhưng mà mình nấu đồ ăn nấu giờ nào là mình giữ giờ đó chứ đâu có phải là mình nấu không thấy anh bé. Nhưng mà giờ trong liều anh còn mì không? Còn được 5 ly mì. Ồ, còn 5 ly ok vậy giờ trong tuần tới đi, trong tuần tới đi coi gì em mua. Okay rồi anh này tối nay có nhà trong lò trong liều có mì ăn không? Có. Còn nhưng hả? Mà đây không có còn bốn bột gạo. Bốn bịch gạo. Bốn bịch gạo hả? Bốn bịch gạo là 5 hộp cá. Ồ vậy hả? Vậy tối nay vậy có ăn. Rồi. Ăn cơm không? Đố bọn cái gì nấu cơm em không? Ăn cơm ha. Ấy. Nước tương hả? Bữa nào em lại em cho chai nước tương. Nhỏ. Ừ. Tương gì? Tương khờ no. Ăn cơm hả? Chai khờ no đó. Để bữa nào cho. Có nó cũng cay chứ bò luôn, cứ hợp có lon nó cay lắm. Anh nước tương á, hay gì nước mắm mà này nước tương. Bữa nào em về em nhớ, hay bữa nào em ra em cho. Nếu có gì em gửi kho cho anh nha. Biết coi không? Biết. Ừ. Em gửi cho anh chai nước tương. Con khô này, con khô kia ngồi để chơi mấy bữa nè. Con mà mập á. Ừ. Còn bán thuốc đó. Ừ, thì biết coi chứ. Ừ. Thì đó, anh mía thì mì, anh thì nước tương ha. Ừ. Thôi có mì ăn ăn đỡ đi, em hết đi nổi rồi chứ em đi nổi em cũng đi mua cho. Thôi đi nổi rồi đi. Hết rồi, đi từ sáng giờ luôn giờ mệt rồi ha. Thôi vậy em đi vậy. Ở quê hương rồi đâu có đi nhiều như vậy đâu không? Ở đây đi nhiều. Nay trời cũng dễ chịu ha. Thôi nha, dạ. Em đi về nghe mấy anh. Dạ, bye ha. Dạ. Ừ. Thấy anh quá đó. Thấy tội cả nhà. Ở đây chứ đâu có được tiền chính phủ tiền gì đâu. Ảnh giờ chắc ảnh cũng bị thần kinh nhẹ nhẹ rồi, ảnh đâu có nhớ gì đâu. Hỏi ảnh giấy tờ coi làm sao. Có xin được tiền chính phủ không? Ổng nói không có. Giờ ổng nói tới năm 2025 tháng mấy hay tháng 7 ngày 2025 ổng về Việt Nam rồi. Ổng nói gì về cộng gì đâu không à. Chắc mình nghĩ anh cũng bị thần kinh rồi. Tại vì mình muốn hỏi coi hồi xưa anh ở tù anh bị mất giấy tờ hay là anh bị lấy giấy tờ. Tại
lại không ai biết gì hết á, anh nói chuyện khó nghe lắm cả nhà. Nếu anh mất thì còn giúp làm giấy tờ được, chứ mà anh bị tịch thu giấy tờ mà theo cái dạng mà trục xuất là không có giúp gì được cả nhà, tốn tiền luật sư dữ lắm mới làm được cái chuyện đó. Mà hỏi anh muốn về Việt Nam, nói nhà anh ở Quế, nhưng mà nếu mà anh về Việt Nam thì mình nghĩ chắc anh về Việt Nam thì anh đi được, giống như anh về đi khỏi nước Mỹ anh về Việt Nam thì được, nhưng mà anh quay lại Mỹ thì không được. Tại vì anh ở đây cái thứ nhất anh lớn tuổi, cái thứ hai anh vô gia cư anh không có cái hưởng cái tiền gì trợ cấp của chính phủ hết á. Anh sống là anh nhờ vô mấy cái phúc lợi xã hội, rồi mấy cái sự giúp đỡ của mấy cái hội đoàn rồi đi kia thôi. Mà anh giống như anh không có được tỉnh táo lắm, hỏi ảnh mà ảnh không có anh trả lời, giống như là ảnh nói gì cộng cho ảnh về gì. Những người mà về luôn thì hay nghĩ về được, nhưng mà mình muốn giúp một người về là mình cũng phải nói chuyện với lại gia đình người ta. Mình muốn phải nói chuyện đó. Cái ông này ông ngồi ông đợi qua đường rồi cả nhà, thấy không, tội nghiệp không, ông cũng không lét, mình thấy ông không lét, thấy tội không. Hồi nãy kiếm ông cho đồ mà không có thấy ông, bây giờ cho hết đồ mới thấy không. Thì mình muốn giúp, nói chung vậy, nếu mà mua một cái vé cho ảnh về Việt Nam là không có gì khó khăn đối với Helen hết. Nhưng mà cái quan trọng á là mình phải liên lạc được với người nhà của anh Quá đó, mình liên lạc với người nhà, nếu người nhà ok thì mình có thể giúp ảnh bay về Việt Nam, mình sẽ cho anh cái vé bay về Việt Nam. Nhưng mà đầu óc ảnh không có được bình thường như vậy, mình hỏi làm cách nào để mình liên lạc được với gia đình của ảnh bên Việt Nam thì ảnh trả lời gì đâu không à. Đó. Chứ còn mà nếu mà Helen biết, Helen muốn nói chuyện rõ ràng với gia đình của ảnh bên Việt Nam, nếu gia đình ok cho ảnh về thì Helen không có ngại giúp mua vé cho ảnh về, là ảnh ở của ảnh. Anh sống ở đây là cứ đi lang thang vậy, mà dạo này có vẻ như tình hình sức khỏe của ảnh yếu rồi cả nhà. Chứ lúc trước dễ gì mà cả nhà thấy ảnh ở thư viện này hoài, không có đâu. Ông đi tứ xứ hết, ông đi dữ lắm, đi chỗ nào cũng thấy ổng hết trơn á. Mà giống như bây giờ giống như cái tình hình sức khỏe của ổng không có tốt nữa rồi cả nhà biết không, ổng không đi nổi nữa, theo mình nghĩ là ổng không đi nổi nữa. Tại vì Khôi thường hay nói là ổng bây giờ ổng nằm ở thư viện rất là thường, ổng nằm ở đó đó, ổng nằm từ sáng mà ổng đi ra là ổng ở đó, mỗi lần không có đâu. Rồi cái ổng nằm đó tới bây giờ là ổng vô về đâu, chiều tối chú ổng về. Mà cũng dễ thương lắm không, hút thuốc rồi mở bảo, mặc dù thích hút thuốc lắm nha. Để dành nói ai mới cho anh hai gói thuốc á. Anh nói chứ anh lúc anh hút thuốc anh cũng mời hay là anh hút cũng lịch sự lắm. Rồi Helen nói không, Helen không hút thuốc, Helen đói bụng mà. Anh mới móc đồ trong bọc của anh ra, anh cho Helen gói chip, có thấy không? Không, anh cũng dễ thương, cũng cái thần kinh anh không có được ổn định, nhưng mà anh vẫn còn ý thức được cái anh rất là lịch sự. Thành ra nhìn những người mà vô gia cư như vậy á, rất là tội cả nhà. Còn có những người thì giống như người ta chọn con đường đó, còn như anh Quá là không biết lúc trẻ anh làm gì thì mình không biết, nhưng mà bây giờ là anh tuổi ảnh thì mình nghĩ chắc cũng lớn rồi, anh không có trẻ đâu, mình nghĩ ảnh chắc cũng phải là around ít gì around cũng phải 70 tuổi rồi, không có trẻ đâu, thấy ảnh cũng cằn cỗi lắm rồi. Thì để coi tùy duyên đi, nếu mà hai lần có nói ảnh, nếu mà ảnh nhớ hay là nói ví dụ mà ảnh cần cái gì á, ảnh nhắn với Khôi hay là giúp được thì hay là sẽ giúp cho ảnh đó. Anh Quá là anh rất là cần giúp đỡ, cái tội lắm, anh không có tiền mà không biết sao anh sống được nữa. Bởi thằng Lai nãy nó ngồi nó nói kể chuyện cả nhà, thấy không, hồi xưa nó lúc mà nó còn hút lắm, giờ nó bỏ hút rồi, nó uống nó bỏ hút mỗi qua uống rượu,
tới lúc nó còn hút là nó ở với anh Quá đó, là hai anh em đi lục thùng rác ăn không, mà anh Quá nó nói anh Quá là hả, toàn lại đi lục thùng rác ăn không à, ai cho gì ăn nấy, còn không có lại lục thùng rác ăn. Sống hồi đó giờ mà nó ở ngoài đường là lâu lắm rồi đó cả nhà, thấy khổ dễ sợ không đó. Đi giúp thật sự ra những người như vậy hay là rất là muốn giúp, nói thật lòng luôn á, tại vì cái thần kinh người ta không ổn định, người ta không có cái cơ hội, không có cái điều kiện, không có cái sự trợ giúp của ai hết, rất là tội. Mà ảnh cũng lịch sự chứ không phải như người ta mà cả nhà hỏi ổng là cần gì không là cái gì cũng ào ào cần đâu nha, không có đâu nha, ảnh không có vậy đâu nha cả nhà. Nhưng mà mình bây giờ mình mới biết á, hồi đó giờ mình giúp ảnh cũng lâu lắm rồi đó, bây giờ mình mới biết á là ảnh nói là mình thấy ảnh rất là thích cái sữa Ensure nha. Yeah. Thì bây giờ cứ lâu lâu mình cho anh vài lon, lâu lâu mình cho anh vài lon để dành cho anh, để dành anh uống nha. Vậy thôi. Thì cứ tùy duyên đi nghe cả nhà. Ví dụ mà anh Quá mà lúc nào mà anh tỉnh, anh biết được việc, hay là may mắn mà gia đình ảnh mà thấy được cái video này á, liên lạc với Helen, thì Helen xem xét coi có cách nào hay là giúp cho ảnh về Việt Nam. Đó là tùy gia đình của anh Quá quyết định, mà tùy theo cái duyên phước của ảnh để xem sao nghe cả nhà. Những gì Helen nói giúp là Helen sẽ giúp, chứ thấy ảnh sống lang bạc ở ngoài đường lớn tuổi rồi rất là tội. Mùa hè cũng còn đỡ đi, mùa lạnh tội lắm. Ok. Có chị Hương Ngô nè, hay mua bầu của chị, mà chị dễ thương, chị cũng biết hay là làm từ thiện á, mua hai trái bầu cho ăn cây ớt. Chị biết hay là chị cho là hay là không lấy, mà giống như mình thích ăn bầu chị cho không là hay là không có lấy đâu, hay là ngại hay là lấy đâu. Thì chị cũng biết mình thích ớt nữa. Chị bán hai trái bầu nhưng chị cho ăn cây ớt giống như không. Rồi hôm nay còn nhắn vô nó, chị nhà chỉ làm bánh bò, chị cho hai làm bánh bò. Hồi nãy ở thư viện xong nó chạy về lấy một bên mất tiêu, cái ra đường chuẩn bị chạy về nhà mới nhớ tới là chị có kêu cho bánh bò, bây giờ hay quay vô lấy bánh bò. Chị Hương chị khéo, chị làm bánh chị khéo lắm. Chị nói chị không giúp được cái gì cái nhóm từ thiện của mình hết đó, thì lâu lâu chị có cái này cái kia chị cho ăn lấy thảo. Thôi kệ nó đi, lấy ngoài cũng ngại thấy mồ, chứ hai lần cũng cho người ta thì được, chứ mà nhận vô mắc cỡ lắm, biết sao. Ớt trái rồi cả nhà, quá trời trái luôn. Chị Hương với chồng đầu hay thì trước đang cái ớt cái tí tẹo trái nè. Wow, trái cái mê luôn, chín nè. Oh, đã quá, chị trồng cây tốt quá. Trời ơi cái ớt nè, trái quá trời luôn. Ớt chị Thiên nè, ớt này cay lắm nè. Trồng thấy cây thấy mê luôn, cây cứ tẻo mà bơi tái nè. Đã ha. Trời ơi có cái ớt này cả nhà. Wow, trời ơi trái nè. Oh my god, cái ớt của chị đưa về tốt lắm nha, mình trồng vài bữa cái nó má nhận ra. Quá trời trái luôn nè. Trái cả nhà, trên trái đầy luôn á, mê quá. Đây dĩa bánh bò của chị Hương đây, trời ơi chị Hương này chỉ khéo, chói nắng rồi hai lần trời ơi mát nắng, trời ơi chị khéo dễ sợ cả nhà, quá trời đẹp, cháu mình rất thích lắm nè, về cho cháu mình ăn. Cậu bé này nè, cậu bị ung thư nha cả nhà. Cậu đang ở tiểu bang khác mà cậu qua đây cậu bị ung thư nha cả nhà, mà cậu này bị cái giai đoạn cuối vậy đó, mà cậu nói là cậu thèm ăn bò, nghe nói là Helen làm bánh bò ngon lắm nè, mà cậu thì con thích ăn bánh bò lắm nè, mà không biết mua ở đâu, thì Helen nói để Helen sẽ làm cho cậu nói là để chỉ cho mẹ cậu làm, nhưng mà bánh bò nướng cũng hơi khó, cái kiểu của Helen cũng làm cũng hơi khó. Thì Helen hỏi ở đâu để Helen làm cho ăn trước, thì sau đó Helen mới chỉ cho mẹ của
cậu ấy làm. Helen thì mấy cái hoàn cảnh khó khăn giống như anh quá ha, thì anh Mía thì cũng giống như ảnh cũng cái thần kinh nó không có khỏe phải không? Ở lúc ảnh cái này, lúc ảnh nghĩ ai 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 bàn ảnh cái gì ảnh cũng nghe theo người đó, thành ra ảnh không có cái thần kinh của ảnh không có control được cái suy nghĩ của ảnh, thành ra khi người này nói cái này ảnh nghe cái này, người kia nói cái kia ảnh nghe cái kia. Sometimes thì nếu mình không hiểu anh Mía thì mình sẽ trách anh Mía tại sao ảnh như vậy. Nhưng mà lúc đầu thì Helen cũng nói chung mình với anh Mía cũng không có chuyện gì hết á, không có đụng chạm, tại vì mình không có đụng chạm về cái vấn đề hay là mấy cái giấy tờ tiền ăn tiền này tiền của ảnh, là Helen đặc biệt không bao giờ đụng tới, Helen chỉ có tới giúp rồi cho đi thôi đó. Anh thấy anh cần gì thì Helen giúp thôi, chứ còn Helen không có đụng chạm về vấn đề mà về tiền bạc hay này kia của anh Mía, là Helen không đụng chạm tới chuyện đó, thành ra Helen không có xích mích gì ảnh. Nhưng mà đôi khi nhiều khi nghe người này nói gì người kia nói như vậy kiểu kia thì Helen cũng cảm thấy là tại sao ảnh làm như vậy. Nhưng mà bây giờ Helen hiểu rồi, do cái thần kinh của ảnh đó cả nhà, tội nghiệp lắm, không có control được cái suy nghĩ của mình. Nghe người này nói như vậy thì nghe làm theo kiểu như vậy, nghe người kia làm nói cái kiểu kia lại đi theo người kia, thành ra bị mất lòng một số anh chị em. Thì đối với Helen thì anh Mía cũng đáng thương, nhưng mà anh đỡ hơn anh Quá là anh có tiền food stamp với tiền GA, còn anh Quá là không có gì hết cả nhà, rất là tội nghiệp. Bây giờ Helen cũng hiểu anh Mía được là do ảnh bị cái thần kinh của ảnh, thành ra Helen không có trách ảnh giống như lúc trước. Helen cũng nghĩ tại sao như vậy, nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc giúp đỡ thì Helen cũng hiểu được là ảnh bị thần kinh, do cái thần kinh của ảnh, chứ ảnh không có biết cái gì, chứ không phải là cái đầu của ảnh giống như là mưu toan tính này tính nọ, không phải cả nhà. Thành ra anh Mía cũng đáng thương, nhưng mà đỡ hơn anh Quá. Rồi những cái trường hợp như cậu Justin Nguyễn đây nè, đó thì cậu bị ung thư giai đoạn cuối mà với cái tuổi đời chưa được 30 cả nhà. Thật sự Helen cũng thật sự lần này là lần thứ tư là hai cô cháu nói chuyện qua lại rồi, nhưng mà mấy lần trước có thể Helen nghĩ là do chất tiền bị bệnh á, thành ra đôi khi nói chuyện có vẻ như hơi gắt gỏng, hay là có thể nghi ngờ cái cách giúp đỡ của Helen. Thành ra hai cô cháu chưa có duyên để gặp nhau, mà trong thời gian đã hơn một năm nay rồi. Thì khi Helen đọc những cái message thì Helen cảm thấy nếu mà mình giúp mà người ta không có chưa có đặt hết cái niềm tin, người ta lo này lo kia thì mình cũng không có trách người ta. Nhưng mà Helen cũng không có muốn giống như là để khi nào mà người ta mở cái lòng ra, người ta muốn giúp thì lúc đó Helen mới giúp. Chứ bây giờ Helen mà cứ mà cái tánh Helen nó nghe cái gì là Helen hay lăng xăng lắm, gắng try to giúp đỡ sớm đó, tánh Helen vậy đó. Tại vì người ta đang cần sự giúp đỡ là lúc nào Helen cũng sẵn sàng với những cái hoàn cảnh khó khăn hay là này kia. Thì giống như cậu thì bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi, lúc mà cậu ở tiểu bang khác qua Cali này cũng đã hơn một năm, Helen cũng đã biết câu chuyện này. Thì lúc đó mắt của cậu bị mờ một con mắt, nhưng cậu bị ung thư tiến nước bọt đó cả nhà. Thì sau một năm thì Helen biết được là cái con mắt đã không còn thấy đường nữa rồi. Thì hoàn cảnh cũng đáng thương, thành ra Helen cũng muốn giúp được cái gì Helen giúp. Nhưng mà thật sự hôm nay khi mà đọc cái message của cậu Justin gửi cho Helen là con nghe nói cô làm bánh bò nướng ngon lắm, mà con thì thích ăn lắm, con thè thích ăn lắm, mà con không biết mua ở đâu ngon. Nghe mừng lắm cả nhà. Tại vì bây giờ là có thể là cậu bé đã theo dõi mấy cái post trên cái group người Việt San Jose mà về cái cách giúp đỡ người vô gia cư của Helen một thời gian dài rồi. Bây giờ cậu đã mở lòng ra, cậu đã có cái niềm tin. Thì
cậu đã lên tiếng muốn Helen, nhưng mà cậu vẫn nói cái câu thòng một câu là cô có thể chỉ mẹ con làm cũng được, nhưng mà cô cháu biết nhau qua điện thoại cũng được nói, được nói chuyện được 4 lần và cũng hơn 1 năm nay, nhưng mà chưa có duyên để gặp mặt thôi. Thì Helen cũng muốn mượn cái cơ hội này, Helen sẽ làm một cái bánh bò nướng rồi đem xuống thăm hỏi hai mẹ con tình hình như thế nào, sức khỏe như thế nào, để biết mặt luôn. Rồi sau đó Helen sẽ chỉ cho mẹ của Justin làm bánh bò nướng. Tại vì cái bánh bò nướng cái kiểu của Helen làm á, sometime làm quen vậy đó, nhưng mà sometime á Helen chỉ có giống như ông anh cousin của mình với người bạn của mình đó, mình chỉ bao nhiêu lần là làm đều không được hết, đều bị hư bột hư đường hết, không biết tại sao. Nhưng mà có nhiều người mua những cái loại bột pha sẵn ở ngoài chợ về á thì làm được, nhưng mà cái đó là cái đầu quay đó lại khác cái quay của Helen. Helen vẫn thích làm cái quay này hơn. Thành ra Helen sẽ làm bánh xuống tặng hai mẹ con, rồi Helen sẽ chỉ cách cho hai mẹ con làm. Còn nếu như chỉ mà hai mẹ con vẫn không làm được thì Helen không có mai, Helen sẵn sàng khi nào con cần con cứ việc nhắn cho cô sắp xếp cô vào cái ngày nghỉ, cô ví dụ tối cô về cô sẽ nướng bánh, rồi cái ngày nghỉ cô sẽ đem bánh xuống cho con ăn. Tại vì con cũng còn sống ở trên đời này cũng không còn dài nữa, thì những gì con thích ăn thì cô sẽ đáp ứng. Nhiều tiền thì Helen không có hứa, nhưng mà những cái chuyện bỏ công sức ra với những chiếc bánh như vậy thì đối với Helen không có gì khó hết. Cái quan trọng ở đây, một khi Helen muốn làm cái điều gì cho ai đó là Helen sắp xếp cái thời gian của bản thân và gia đình để Helen làm. Mà nhất là những người thời gian sống không còn được nhiều nữa, rất là tội. Helen sẵn sàng, Helen sẽ làm. Bây giờ đã tối rồi, ngày mai Helen mắc đi làm rồi. Helen về phải coi cái schedule làm của Helen như thế nào. Rồi Helen sẽ tranh thủ làm cái bánh bò nướng trong tuần tới. Rất là cần Helen sẽ làm cái bánh bò nướng đi thăm. Nhưng mà Helen không có quay cái YouTube được để mà khi lúc mà cô cháu gặp nhau hay là gia đình của cháu gặp Helen, Helen không thể quay được. Tại vì có thể người ta không có thích lên.